chứ. Thấy con chưa mày? Con thấy mình đã sư ạ. Dạ chào con. Dạ con kính chào. Xin đảnh lễ sư ạ. Dạ dạ, con chào các vị. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con lễ sư. Sư ạ. Mà ai ngoài còn mở tiếng kìa. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Cảm ơn Phật, chào tất cả các vị. Con kính đảnh lễ sư ạ. Vâng. Vừa rồi chúng ta học xong về cái phần sở hữu tờ tha. Trong sở hữu tờ tha thì gồm có hai phần, đó là phần sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh. Phần sở hữu biến hành thì gồm có 7, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Và phần sở hữu biệt cảnh gồm có 6, đó là tầm tứ thắng giải cần thị dục. Ở đây cái phần mà chúng ta đang học thì đây là cái phần chỉ mới có định nghĩa khái quát về các cái loại tâm mà sở hữu, cũng như sau này là sắc pháp. Và thì mỗi cái phần học sau này đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái chi pháp. Do vì ở trong cái phần mở đầu á, nếu mà chúng ta đi quá sâu một cái chi pháp á, thì không có các vị học viên khó có cái nhìn khái quát. Ví dụ như là trong cái mỗi cái sở hữu mà chúng ta học á, thì thật ra sau này sẽ học chi tiết. Chẳng hạn giống như là cái sở hữu tâm, vừa là một chi ở trong chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định xả, mà vừa là một chi quan trọng ở trong cái bát chi đạo, tức là chánh tư duy. Hay giống như là cái sở hữu cần. Sở hữu cần đó, đó nếu mà ở trong cái bát chi đạo đó là chánh tinh tấn. Và chánh tinh tấn đó thì gồm có 4 phương diện. Thì đó là những cái chiều sâu của mỗi cái chi pháp. Ở đây thì chúng ta chỉ mới có giới thiệu về cái ý nghĩa khái quát thôi. Thưa sư, có một số vị đạo hữu đề nghị sư giảng bài chậm hơn một chút ạ, để họ kịp ghi bài, do không có sách và họ cũng còn mới, do đó họ ghi không kịp ạ. Dạ. Kính tri ơn. Nếu ở trong lớp học có cái vấn đề gì thì các vị Phật tử cứ mạnh dạn, các vị cứ mạnh dạn nói, hoặc là các vị nhắn ở trong cái tin nhắn, rồi cô Nhung sẽ nói giùm các vị. Ở đây có lẽ là do vì cái ứng dụng này nó còn mới mẻ, bản thân tôi thì cũng chưa có biết hết. Hôm trước tôi có để một số vị học viên á làm host trong phòng, nhưng mà do vì không hiểu sao khi đó thì có những khi tôi không có share bài được,
Tuy vậy đó thì tôi vẫn muốn cố gắng lại để chúng ta sẽ có cung dung hoan hỷ. Sơn dùng ví dụ như là trong trường hợp mà những trường hợp mà những vị Phật tử quên tắt cái microphone đó, cô hoan hỷ quên tắt dùm chứ vừa để cô host. Để cô Thi Lâm. Và trong cái trường hợp mà cái giảng bài này do vì cái phần ứng dụng này mình chưa cũng chưa quen á, thì nếu mà có cái vấn đề gì thì tôi sẽ thay đổi lại. Vừa rồi đó thì chúng ta học phần này. Phần này là xã hội bệnh phần tạ tha. Ngày hôm nay chúng ta học phần còn lại đó. Phần tiếp theo là cái phần bất thiện. Bất thiện. Và trong phần phần bất thiện này đó, thì cái dòng đầu tiên chồng này là si phần. Bất thiện cái bề để bên đây. Dòng này nó là si phần. Cái nhóm si phần. Cái dòng thứ hai là tham phần. Cái thứ ba là sân phần. Và cái dòng này là hôn phần. Và cái đơn lẻ một mình là hoài, sở hữu hoài nghi. Thì khi mà chia nhóm như thế này đó, thì chúng ta có thấy là nhóm si, nhóm tham, nhóm sân và nhóm hôn phần. Thì cứ si phần á, thì chúng ta hiểu rằng trong cái nhóm này đó, si làm chủ đạo. Tham phần á, thì tham làm chủ đạo, sân phần là sân làm chủ đạo. Tuy nhiên có khi mà chúng ta so với bên phần tâm á, thì chúng ta sẽ thấy cái trật tự là tham rồi đến sân rồi si. Nhưng mà ở bên cái phần sở hữu tâm bất thiện á, thì si trước rồi đến tham rồi sân. Sở dĩ như vậy đó là bởi vì ở trong cái phần sở hữu bất thiện thì cái si phần này nè, cái si phần này được gọi là cái nhóm này còn cái tên gọi là bất thiện. Bất thiện biến hành. Dạ, cái nhóm này gọi là bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành có nghĩa là cái nhóm si phần này á, là có mặt cái nhóm si phần này á, các vị nó hơi sai phạm. Bốn cái tâm này á gọi là bất thiện biến hành, và cũng gọi là si phần. Gọi là bất thiện biến hành á, tức là bốn cái sở hữu này á có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Tâm bất thiện nào á cũng có bốn cái sở hữu si phần này, cho nên bốn cái sở hữu si phần này gọi là bất thiện biến hành. Như vậy ở đây chúng ta có nhắc thêm một loại biến hành nữa. Cái biến hành đầu tiên là bảy sở hữu biến hành này á
thì lại là có mặt đầy đủ trong 121 tâm. Dạ. Còn cái loại biến hành, cái bất thiện biến hành ấy, là có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện, cho nên gọi là bất thiện biến hành. Sau này phần sau đó thì chúng ta sẽ học thêm một cái loại biến hành thứ ba, tức là tịnh hậu biến hành. Như vậy thì nghe cái tên là bất thiện biến hành thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái bốn cái sở hữu này, bốn cái đặc tính này là tâm nào là cũng có, tâm bất thiện nào cũng có, hễ là tâm bất thiện thì có bốn cái sở hữu này. Và cái sở hữu đầu trong bốn sở hữu này nó thì là sở hữu đầu tiên gọi là si, sở hữu si. Thứ hai là vô tạm. Vô tạm. Thứ ba là vô ý. Và thứ tư là phóng dật. Và si phần này có là si vô tàm vô ý và phóng dật. Si vô tàm vô ý phóng dật. Cái si này á, là chúng ta đã nói trong cái phần mà học về tâm, nói về cái tâm si. Thật ra sở dĩ mà gọi là tâm si á, bởi vì cái tâm đó nó, là nó có cái sở hữu này nè, cho nên nó mới có cái tên là cái tâm si. Thì ở trong khi mà chúng ta học về cái tâm si á, thì chúng ta có nói đến cái là nói về cái sở hữu si. Hôm trước các vị Phật tử chúng ta đã ghi phần cái sở hữu si này rồi. Thì đúng là các vị chúng ta đã học về cái sở hữu si này rồi. Trước hết nó cái si á, tức là một cái sự mê mờ của tâm trí. Và do cái sự mê mờ đó, đó mà khi mà chúng sinh có một trong 12 cái tâm bất thiện thì khi đó cái tâm trí của chúng sinh nó bị mê mờ, không nhận thấy được cái sự thật của cái bản thể của các pháp. Thì ở đây khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, thì cũng xin lưu ý một điều là do vì cái vi diệu pháp nó giống như là một cái môn hóa học ấy, cho nên một hạt bụi nhỏ đó thì nó cũng là một hạt bụi, chứ không phải là chúng ta nói theo thường thức. Tôi ví dụ giống như là ở trong nhà của chúng ta, mình quét nhà xong đó mình nói rằng là căn nhà, cái là nhà nó đã sạch, thì chúng ta phải hiểu rằng cái sạch đó, đó là cái sạch một cách tương đối, tức là cái sạch đó là để khi mà chúng ta đi tới lui ở trong ngôi nhà đó thì nó vừa chừng, nó không phải chứ không phải là cái sạch mà chúng ta có thể mà chúng ta để thức ăn trên cái sàn nhà được. Bởi vì khi mà chúng ta để lên thức ăn trên sàn nhà thì người ta nói vẫn là nó dơ, và bởi vì cái nhà vừa quét dọn xong là nó chỉ sạch khi mà để mà chúng ta đi tới đi lui, chứ nó chưa có đủ sạch để khi chúng ta dùng cho cái việc ăn uống. Rồi có đôi khi cái sạch đó nó đòi hỏi một cái mức độ cao hơn, chẳng hạn giống như là ở trong y khoa thì đôi khi chúng ta mặc một cái bộ đồ đó, thì cái bộ đồ đó người ta vẫn có đặt cái vấn đề là nó bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, đặc biệt là ở trong những cái phòng mổ vân vân. Thì như vậy đó, ở mỗi cái cấp độ đó thì cái nghĩa sạch đó, nó khác.
cái nhà sạch đó, thì cái mức độ nó khác, mà cái thức ăn sạch đó, là nó khác. Rồi ở trong cái phòng mổ đó, thì cái điều kiện đó, nó sạch là khác. Cái thuốc mà để tiêm vào người đó, thì cái sạch đó, nó phải càng phải tinh khiết hơn. Thì ở ví dụ Pháp đó, thì cứ một cái bận nhơ của tâm đó, đều kể là cái phiền não hết. Mặc dù có đôi khi ở thường thức bên ngoài đó thì chúng ta phải chưa có đề cập đến cái đó là một cái tật xấu, nhưng mà đối với phân tích cặn kẽ chi ly thì nó vẫn có cái bất thiện trong đó. Như hôm trước tôi có nói rằng là đôi khi nói về cái đạo đức của chúng ta, quan niệm theo dân gian đó, thì một người ăn lành, một người ăn hiền ở lành đó là một người đạo đức. Nhưng mà trong cái ăn hiền và ở lành mà chúng ta vẫn thường gọi đó, thì nếu mà phân tích theo, chúng ta học theo ví dụ Pháp đó, thì chúng ta thấy trong cái mà mình ăn hiền ở lành đó thì nó cũng có vô số cái gọi là cái bất thiện tâm. Thì ở trong cái si phần này á, một cái sự mê mà dù là nhỏ thì vẫn là mê mà. Do đó là đôi khi chúng ta thấy là một người họ làm một cái công việc gì đó, họ làm một cách sáng suốt. Thì tuy vậy đó, nói về nói theo ví dụ Pháp đó, thì đôi khi cái người mà chúng ta vẫn gọi là những người làm việc sáng suốt đó thì nó vẫn có cái si. Và ngay cả một vị thánh hữu học thì vẫn còn si. Thì cái si này á, có định nghĩa một cái cách nào đó đó, tức là khi tâm chúng sinh á, mà chưa có thấy rõ được cái tứ thánh đế, chưa thấy rõ được thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân sinh khổ, thế nào là cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ, và thế nào là cái sự diệt khổ là niết bàn đó. Thì khi một chúng sinh mà chưa có hiểu rõ được cái điều đó nó thì đều là còn là si hết. Do vậy cái si ở đây nó tức là cái sự mê mờ của cái tâm trí. Và ở trong cái tâm bất thiện á, từ cái tham đến cái sân rồi hai cái si, thì ở trong cái tâm nào á cũng có cái si hết. Trong tâm tham á thì si nó đi với tham, trong tâm sân á thì si đi với sân, rồi còn hai tâm si còn lại đó thì tất nhiên á là phần chủ đạo là si. Do vậy cái si này á được gọi là cái bất thiện biến thành, là ở trong cái thể mà chúng ta còn cái sự mê mờ đó thì đều là có si hết. Và cái phần si này đó thì chúng ta đã ghi chúng ta cái về cái thực tính pháp nó bốn cái khía cạnh đó, thì chúng ta đã biết ở trong cái phần chúng ta học về cái tâm si. Hai cái đặc tính kế sau đó chúng ta học chung, đó là cái vô tàm và vô ý. Cái vô tàm và vô ý này nó tàm tức là cái sự hổ thẹn, và ý tức là cái sự ghê sợ. Tàm là hổ thẹn mà vô ý là cái sự ghê sợ. Vô tàm tức là cái sự không có hổ thẹn đối với các cái việc ác, các cái việc bất thiện. Ví dụ giống như là một người sát sinh thì họ không có xem là cái việc đó là cái việc đáng hổ thẹn. Thì khi mà họ không xem đó là cái việc đáng hổ thẹn đó thì cái đó nó được gọi là vô tàm. Và khi họ sát sinh như vậy đó thì họ cũng không nghĩ rằng đây là cái việc làm mà nó để lại những cái ác nghiệp về sau. Và có đôi khi là người ta cũng nghĩ đến cái ác nghiệp khi mà người ta sát sanh, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái ác nghiệp đó nó là nhỏ nhặt, hoặc là
nó sẽ trả quả ở một cái thời gian nào đó chứ không phải là bây giờ. Tại lại như vậy thì cái sự không sợ, không có gây sợ đến với cái ác hạnh mình làm đó, thì cái đó gọi là cái vô ý. Thì ở khi nào mà có vô tàm thì có vô ý, mà khi nào có vô ý thì khi đó có vô tàm. Ở chính chuyện này đó thì tôi hai cái sở hữu này đó, thì chúng ta kể chung với nhau. Và cái vô tàm và vô ý này đó, nó có nhiều cái mức độ. Ví dụ như là có những người á, và phần lớn chúng sinh, là khi mà chúng ta làm những cái ác hạnh mà xã hội chê cười đó, thì những cái điều đó đó thì chúng ta mới cảm thấy là cái việc đó là đáng hổ thẹn, giống như là trộm cắp vân vân, thì chúng ta cảm thấy rằng đó là cái việc đáng hổ thẹn. Còn mà nếu mà những cái việc khác, mà những cái việc ác nào mà xã hội xem việc đó là bình thường đó, thì hầu hết đó là chúng ta không có cảm thấy hổ thẹn. Ví dụ cũng như là xã hội đó, người ta không có chê trách những người đi câu cá, thì khi mà chúng ta làm cái việc đó thì mình cũng không thấy gì hổ thẹn hết, là bởi vì mình làm cái việc đó không ai chê cười mình hết. Như vậy thì cái việc câu cá đó là một cái việc sát sinh, và chúng một người mà không có thấy việc đó là cái việc đáng hổ thẹn đó, thì cái khía cạnh đó được gọi là vô tàm. Và khi sát sinh đó, thì đôi khi chúng ta thấy đó là một cái việc vui, cái việc để giải trí, chứ không có gì, không phải là cái việc gì đáng sợ hết. Chúng ta cũng không có nghĩ đến cái quả báo của cái việc đó. Và việc sát sinh đôi khi nó cũng không phải là vi phạm cái pháp luật xã hội, chẳng hạn giống như là chúng ta câu cá ở những nơi công cộng vân vân, mà nó không có thuộc về cái chủ sở hữu chủ quyền của riêng ai. Thì và những nơi được phép câu cá thì những cái việc khi đó nó người ta làm một cách thoải mái mà người ta không có ngần ngại. Thì đối với một cái việc ác mà chúng ta làm không có ngần ngại, không có sợ sệt, là cái vô ý. Và cái vô tàm vô ý này á, nó tùy theo cái mức độ khác nhau mà mỗi người có một cái có cái sự e thẹn hay là ghê sợ khác nhau. Ví dụ như là một người xuất gia thì do vì cái đời sống gọi là một người tu á, thì nó phải khác với người thế tục. Và do đó có những việc á, là một người cư sĩ đó, thì họ làm cái việc đó thì không có gì chê trách. Như là một người xuất gia đó mà làm cái việc đó đó, thì cái việc đó là đáng chê trách. Nhưng mà nếu một vị xuất gia nào á, mà quên mình, đôi khi có những cái hành động, có những cái cư sĩ giống như là một người thế tục, và vị này không thấy cái việc đó là cái việc đáng hổ thẹn, không thấy việc đó là cái việc đáng mắc cỡ, thì cái đó gọi là vô tàm. Rồi cái vô quý á, thì là một cái sự không có gây sợ đối với cái hành động mình làm. Và chúng ta thấy rằng đây là cái tà vô tàm vô và vô ý này á, nó cũng giống như là sở hữu si, nó là cái sở hữu bất thiện biến hành. Và điều đó có nghĩa là nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Và điều đó còn có nghĩa là với một người nào chưa đoạn trừ phiền não hoặc một cách hoàn toàn, tức là chưa phải là A-la-hán, thì những người đó đó vẫn còn cái vô tàm và vô ý này. Kể cả chư vị thánh nhân hữu học, tức là sơ quả nhị quả tam quả. Tuy vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đối với chư vị thánh nhân á, thì cái vô tàm vô ý của các ngài nó ở cái mức độ nào? Nó ở một cái mức độ vi tế. Nó ở một cái mức độ vi tế, đó là đối với chúng sinh phàm phu á,
Thì cái vô tàm vô quý của chúng ta đó là ở những cái việc, thì ở những cái phiền não thô thiển, chẳng hạn giống như là ở những cái phiền não thô thiển và vi tế, còn đối với vị thành thụ học đó, thì chỉ ở cái vi tế thôi. Như là phàm phu của chúng ta đó, thì đôi khi làm cái các ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp và dâm, nói dối, uống rượu, hay làm tất cả những cái ác hạnh nào khác á, thì nếu mà mình không có e thẹn, mình không có tự thẹn với cái việc đó, hay là không có ghê sợ cái việc đó, gọi là vô quý, vô tàm vô quý. Nhưng mà đối với một vị thánh hữu học thì các ngài luôn luôn có lòng tàm và lòng quý đối với các cái ác nghiệp đó, những cái ác hạnh đó, nhưng mà các ngài vẫn còn cái vô tàm vô quý đối với các phiền não. Tức là ở một cái mức độ vi tế hơn á, thì nếu một người nào mà còn cái phiền não đó mà mình không cảm thấy e thẹn với cái phiền não đó, nó gọi là vô tàm, và mình không thấy ghê sợ cái phiền não đó đó, thì gọi là vô ý. Như vậy thì ngay cả đến với cái tầng thánh thứ ba, tức là cái vị A-la-hán, các ngài đã diệt được trừ năm cái phiền não, hay là năm kiết sử. Chúng ta nhắc lại đó là cái vị thánh sơ quả đó, thì ngài diệt trừ được ba cái phiền não là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vị nhị quả đó thì các ngài đã giảm nhẹ cái dục ái và sân. Và vị thánh tam quả đó, tức là ngài đã diệt trừ được cái dục ái và sân. Thì đối với các ngài đó, cái vô tàm vô quý của một vị thánh đó, đó là khi mà một vị thánh A-la-hán đó, mà các ngài đấy thấy cái ái sắc và cái ái vô sắc đó, mà những khi nào đó mà các ngài để cho cái phiền não nó sanh khởi đó, thì điều đó đó là có nghĩa là vị thánh khi đó đó là ngài cũng có một cái yếu tố của cái gọi là cái vô tàm và vô quý, là bởi vì các ngài đã không thấy rằng là cái phiền não vi tế nó là phải đáng thẹn, và cái phiền não vi tế nó là đáng sợ hãi, và chỉ có một chút xíu đó nó cũng gọi là cái vô tàm và vô quý. Như vậy thì ở các chư vị thánh nhân thì chúng ta phải hiểu rằng là cái vô tàm vô quý ở đây nó nằm ở trong cái phương diện là đối với cái phiền não, mà nếu cái phiền não đó mà không thấy là đáng hổ thẹn, không thấy đáng ghê sợ, thì đó là cái vô tàm vô quý. Chứ còn đối với các ngài thì tất nhiên là đối với các cái thân ác hạnh như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân đó, thì ngay cả một vị thánh hữu học đó là các ngài luôn luôn có cái tầm và quý đối với các cái ác hạnh này. Các ngài chỉ còn lại là đối với các phiền não, còn chúng sinh tầm phu thường đó thì nó còn tùy theo cái mức độ. Ví dụ giống như là đối với một người Phật tử thì chúng ta khi mà chúng ta sát sanh đó, thì chúng ta cảm thấy rằng là tự thẹn với mình. Nhưng mà nếu mà có cái những cái phiền não khác á, mà nó không đến nỗi vi phạm cái giới luật á, thì đôi khi chúng ta không thấy việc đó là cái chuyện đáng thẹn. Chẳng hạn giống như là bậc cha mẹ khi mà la rì con cái mình thể hiện cái sự bực dọc như vậy đó, thì mình xem đó là cái chuyện bình thường, là bởi vì khi mà con cái nó hư hỏng thì phải la rì, ai không phải bực mình khi mà con cái nó không nghe lời. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc đó là cái việc rất là bình thường thôi, không có gì mà đâu có cái gì mà phải hổ thẹn, cũng đâu có gì đâu mà phải phiền não, nó không đâu có lớn đau lắm, mà đâu có gì đâu mà đáng ghê sợ. Phàm phu của chúng ta luôn luôn những cái bất thiện mà mình vốn xem là bình thường như vậy đó, thì khi đó là mình không có cái ví dụ pháp hồi trong kinh gọi là cái không có cái vô tàm và cái vô ý. Thì hay nói cách khác đó, là hễ mà chúng ta xem thường cái phiền não thì khi đó gọi là trong đó là có vô tàm và vô ý. Chính vì điều đó, đó mà cái vô tàm và vô ý đó, là những cái sở hữu, những cái đặc tính luôn luôn có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Và các vị chúng ta ghi bài cái phần vô tàm.
cái si thì chúng ta ghi rồi. Dạ, cái si thì ghi rồi. Hữu vô tạm. Chetasika. Cái vị nào mà ghi không kịp thì chúng ta có thể ghi với Ayurika cũng được. Là vị Chetasika là sở hữu thì mặc nhiên là chúng ta biết. Cái đặc tính của cái sở hữu vô tàm á, đặc tính là cái trạng thái, đặc tính là cái trạng thái cũng được. Đặc tính của sở hữu vô tạm là không hổ thẹn, cưới ác pháp. Ác pháp thì nói chung tức là từ cái ác hạnh, như là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, hay là ở trong thì cái ý ác hạnh đó là cái phiền não ở bên trong. Ác pháp nói chung. Vì nào ghi kỹ thêm đó là thân ác hạnh, vân vân. Rồi cái thứ hai đó là cái chức năng. Cái chức năng hay là cái công việc á là làm ác. Và cái thứ ba là cái biểu hiện. Chúng tôi biết rõ là các cái biểu này thì cũng có biết là biểu hiện. Biểu hiện tức là cái sự không lui sụp được. Không lui sụp đối với việc ác. Và cái thứ tư là thường thường mấy cái điều thứ tư này á, tôi cũng biết, muốn biết nhất quán á, cho nên gọi là cái nhân cần thiết.
Nhưng mà đôi khi để rõ ràng hơn á, thì nó tùy theo cái mỗi cái chi pháp, mà tôi, từ đây về sau tôi cũng tùy theo đó mà tôi linh hoạt cho nên các vị dễ hiểu hơn. Là ở đây là nguyên do. Dạ, nguyên do đây nó cũng là cái nhân cần thiết á. Dạ, nhân cần. Nguyên do nó là thiếu lòng tự trọng. Dạ. Thiếu lòng tự trọng. Do vì cái ứng dụng ngày hôm nay nó hơi có vấn đề cho nên là các vị cố gắng đọc giúp tôi, tại vì nó hơi khó biết và nó hơi lem á. Rồi cái sở hữu vô ý. Sở hữu vô ý. Vô ý là anatapa. Sở hữu vô ý thì cũng gần giống như vậy, chỉ khác là cái hậu không hổ thẹn thì chúng ta sửa lại cái đặc tính á. Thì không hổ thẹn thì chúng ta sửa lại là không gây sợ. Dạ. Đặc tính đó là không gây sợ, không gây sợ tội lỗi. Rồi cái chức năng á, chức năng hay phận sự hay là công việc á, thì là cũng là làm ác. Rồi cái biểu hiện á, biểu hiện á thì nó cũng giống như là cái vô tạm. Số 3 là biểu hiện. Đây, như vô tạm luôn. Dạ. Biểu hiện thì cũng giống như là vô tạm. Nhưng mà cái nguyên do đó, cái thứ tư là cái nguyên do đó. Nguyên do đó thì nó có khác, tức là ở trên nó là thiếu lòng tự trọng, còn ở dưới cái nguyên do ở dưới là không tôn trọng người khác. Rồi trong cái phần phóng vật á, thì hôm trước khi chúng ta học trong phần si phóng vật đó thì chúng ta đã học rồi, tôi đó cái phóng vật này á, thì chúng ta học rồi. Dạ. Như vậy thì ở trong cái si phần này á, là cái sở hữu si và phóng vật á, thì chúng ta đã học trong cái phần tâm. Dạ. Ở trong cái phần sở hữu này đó thì chúng ta chỉ học hai cái thôi, đó là cái vô tạm và vô ý. Dạ. Như vậy thì cái đã trong cái phần cái si phần này á, thì các vị cũng phải cố gắng để học thuộc lòng. Và chúng ta học thuộc lòng bốn cái sở hữu là si, vô tàm, vô ý, phóng vật. Si, vô tàm, vô ý, phóng vật. Tôi thấy mấy hôm nay có mấy người Phật tử tôi gặp á, Phật tử học viên trong lớp này nè, mà cũng mới học vi pháp lần đầu tiên, nhưng mà họ cũng học thuộc được 13 sở hữu tự tha. Dạ, điều đó rất là quý. Dạ. Chúng ta học vi pháp á, thì trong một số trường hợp thì cũng cố gắng nhớ, và đặc biệt á, cái phần sở hữu tập này
Như vậy thì ở trong phần học vừa rồi đó thì chúng ta học về 13 sở hữu trợ tha, trong đó 7 biến thành, là gồm có xúc thọ tưởng tư, nhất thành mạng quyền tác ý, và cái biệt cảnh thì gồm có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Hôm nay chúng ta học thêm 4 sở hữu thuộc về si phần, và cũng là sở hữu bất thiện biến thành, tức là 4 cái sự mà 4 cái sở hữu trong si phần này có mặt tất cả trong tâm bất thiện, thì gồm có si vô tàm, vô ý và phóng dật, đó là si phần. Và do vì có lẽ vì cái si phần này là cái sở hữu bất thiện biến thành, cho nên khi mà các ngài luận sư, các ngài xếp cái thứ tự đó thì lại si á, lại là để trước cả cái tham phần và cái sân phần. Nó khác với ở trong bên phần tâm, tức là tham, sân và si. Thì ở bên sở hữu về đặc tính của bất thiện hay là sở hữu bất thiện thì là si phần trước, si rồi tham rồi sân. Thật ra thì cái trật tự này trước sau thì nó không có quan trọng. Thì chúng ta học vi pháp chúng ta biết rằng là tuy rằng là mình học về vi diệu pháp, mình bàn rất là nhiều về cái vấn đề chân đế, mình đang học về cái pháp chân đế, nhưng mà để diễn đạt những cái điều này thì tất cả là phải dùng đến cái chế định là cái quy ước hết. Thì cái việc mà trật tự trước sau đó thì cũng là cái quy ước, và nó theo một cái chủ đích nào đó mà có cái thứ tự như vậy. Thật ra thì hồi khi mà tôi học đó, thì tôi cũng không biết các ngài có giải thích về cái việc mà tại sao si phần để trước hay không, tôi không có nhớ. Và việc này nó cũng không có quan trọng, nhưng mà tôi suy nghĩ rằng là sau này khi mà tôi gặp lại đó thì do vì tôi nghĩ rằng đây là cái sở hữu mà được kể cái phần đầu tiên trước cái tham cái sân đó, bởi vì nó là biến thành. Và cái đó là suy nghĩ riêng tôi thôi, và cũng không có thấy sách nào giải thích cái lý do như vậy. À, các vị ghi xong chưa hả? Dạ xong rồi sư ạ. Xong rồi. Dạ dạ. À, thật ra có những cái lớp học đó, tôi không có đi chi tiết về cái các cái thực tính này, nhưng mà do vì những cái lớp mà những Phật tử học viên mà đã học rồi đó thì tôi nghĩ rằng là các vị đó đã được học các cái lớp trước. Nhưng mà lớp này đó thì rất là nhiều Phật tử, các vị mới có học lần đầu. Và khi mà nếu mà chỉ có nói sơ, quá sơ lược á, thì đôi khi chúng ta khó có phân biệt được cái sở hữu này với cái sở hữu khác, cái pháp này với cái pháp khác. Nhờ là khi mà chia ra về 4 cái phương diện, vừa là cái đặc tính, vừa là cái chức năng, rồi cái biểu hiện, rồi cái nhân cần thiết đó, thì có những cái gần gần giống nhau nhưng mà nó có những cái chi tiết khác nhau. Chẳng hạn giống như là cái tàm và úy này thì có hai từng cái thì nó giống nhau, đó là cái chức năng và cái biểu hiện, nhưng mà về cái nhân sanh á thì lại là nó khác. Thì nếu mà chúng ta chịu khó mà chúng ta biết kỹ á, thì khi mà chúng ta muốn rạch ròi hơn cái ý nghĩa giữa cái sở hữu này và cái sở hữu kia, thì chúng ta nhờ những cái này qua các cái buổi học đó, thì thật sự là tôi thấy rằng là khi mà viết bài như vậy nó cũng mất thời giờ, nhưng mà cái phần sở hữu này nó cũng không có nhiều lắm, nó chỉ 52 sở hữu, và chúng ta đã học hết 13 sở hữu trợ tha và bây giờ là 40 sở hữu khi phần nữa. Như vậy là chúng ta đã học 17 sở hữu rồi. Bây giờ cái phần thứ hai đó là chúng ta học là cái tham phần. Trong cái tham phần này thì gồm có 3 cái sở hữu là tham, tà kiến và ngã mạn. Si phần thì có 4,
là si vô tàm vô ủy phóng vật. Tham phần thì có ba: tham, tà kiến, ngã mạn. Thì nói đến cái tham phần này nhé, là cái sở hữu tham thì chúng ta đã được học ở trong cái phần tâm tham. Sở dĩ gọi là tâm tham bởi vì nó có cái sở hữu tham, chứ không phải là cái tâm đó nó tự nó có thể nó tham được, mà do vì gọi là tham do nó có sở hữu tham. Và cái tà kiến thì chúng ta đã học ở trong tâm tham, cái tâm tham mà hợp tà đó, thì khi đó chúng ta có học về tà kiến. Tuy vậy đó thì hôm trước đó là do vì chỉ nói về cái ý nghĩa của tham thôi, nên hôm nay chúng ta tìm hiểu rõ hơn về cái chữ tà kiến. Chữ tà kiến đó, thì hiểu sát nghĩa, sát cái chữ đó, kiến là thấy, tà là sai, tà kiến là thấy sai. Và tà kiến này đó được chia sẻ rất là nhiều cái rất là nhiều cái khía cạnh, như là ở trong cái bài kinh Phạm Vọng ở Trường Bộ Kinh đó, thì tà kiến đó, Đức Phật ngài kể đến 62 loại tà kiến. Dạ. Tà kiến này kể rất là nhiều loại, có khi chúng ta gặp là hai loại, có khi là hai loại kiểu này, có khi là hai loại phân tích ở kia, vân vân. Ở đây thì tôi chỉ muốn nhắc đến cái loại tà kiến được chia làm hai, và thông thường thì những cái người Phật tử chúng ta cần phải để ý hai cái loại tà kiến này. Cái tham mà chúng ta học rồi nhá, cái tham chúng ta học rồi. Thứ hai, bây giờ chúng ta học cái tà kiến. Thì cái tà kiến này về về bốn cái ý nghĩa thực tính pháp đó, thì chúng ta cũng đã ghi ở trong cái phần tâm tham. Ở đây chúng ta chỉ nói rõ hơn về cái tà kiến là từ cái si ở trong cái si phần. Do vì cái si á, tức là cái trạng thái, cái đặc tính làm cho cái tâm mê mờ, không thấy rõ được sự thật. Và khi không có thấy rõ được cái sự thật á, thì mê mờ cho nên là thấy sai. Cho nên là không có thấy rõ được sự thật. Vì mê mờ cho nên gọi là nó có cái tà kiến. Và từ cái tà kiến này á, vì thấy sai, vì tưởng nhầm, cho nên nó tham có mặt. Chính điều này mà tà kiến là kể ở trong cái tham phần. Thành ra khi mà học vi diệu pháp này, chúng ta sẽ học về cái đang học về tham phần, rồi kế sau là cái si phần. Thì có những cái sở hữu, có những cái đặc tính mà thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ nó nằm ở cái phần khác. Chẳng hạn giống như là chúng ta nghĩ rằng là tà kiến thì lẽ ra là phải nằm ở trong cái si phần, mà tại sao nằm ở trong cái tham phần? Tà kiến thì tất nhiên là đã có si rồi, nhưng mà do vì tà kiến nó là cái điều kiện cho ta tâm tham. Và cái tham này á, là cũng nhờ tà kiến, cho nên là cái tà kiến được kể vào tham phần. Vì mê mờ cho nên thấy sai, mà chúng ta gọi là cái tà kiến. Và vì thấy sai cho nên là chúng sinh là mới có cái sự bám chấp vào đó, gọi là tham. Cụ thể đó là do vì thấy sai các pháp là vô thường, mà một chúng sinh phàm phu nghĩ rằng nó là thường, các pháp hữu bi là khổ. Nhưng mà trong cái tiền não do si mà chúng sinh phàm phu thấy là lạc. Và do vì từ cái thấy thường và lạc đó, cái tham đó nó mới có ưa thích. Bởi vì cái khổ mà nó nhìn sao đó mà để là nó thấy lạc, và chính vì nó nhìn thấy lạc cho nên nó mới tham. Dạ. Thì cái tà kiến này nó có hai cái được chia làm hai loại, và hai loại này nó có thể chia rất là nhiều loại nữa, như là chúng tôi vừa nói các vị lại trong cái bài kinh Phạm Vọng nó chia đến 62 loại, nhưng mà đây là chúng ta chỉ chia làm hai thôi cho dễ nhớ. Đó là tà kiến. Chúng ta có tà kiến. Tà kiến thì có là thường kiến,
là đoạn kiến. Trong kinh nó hay có nói đến cái gọi là một chúng sinh chấp thường chấp đoạn. À, chấp thường chấp đoạn tức là cái thường kiến và cái chấp thường chấp đoạn là thường kiến và đoạn kiến đó. Thì cái thường kiến đó, tức là thường kiến thì có những cái trường hợp đó, cái trường hợp đầu tiên mà vì lý do đó được gọi là thường kiến đó, là chúng ta thấy cái thường ở trong cái vô thường, cho nên gọi là cái thường kiến. Có những chúng sinh nó là ở trên cái cõi trời mà tuổi thọ dài á, kể cả những cái tầng trời sắc giới, vô sắc giới, thì những chúng sinh này là do vì cái tuổi thọ dài, và do đó đôi khi có những vị phạm thiên thì các vị nghĩ rằng là mình sanh ở trên đây đó là mình trường tồn bất biến, mình không có phải bị rơi, mình không có bị khổ nữa. Dạ, vì đó cứ nghĩ rằng là cái đời sống phạm thiên đó là cái đời sống đó là vĩnh hằng. Dạ, đó là một cái thường kiến. Hay là đối với chúng ta, mặc dù chúng ta cũng biết rằng là cái đời sống của con người là ngắn ngủi, thì mình không phải nói rằng là chúng ta có thể sống trường sinh bất tử, thì mình không có chấp như vậy, nhưng mà chúng ta cũng tối thiểu là chúng ta phải chấp rằng là ít nữa là cái ta này nó còn được kéo dài khoảng là vài chục năm. Dạ, vài chục năm, thì dù là nó ngắn hạn như vậy đó, thì cái đó cũng là cái thường kiến, tức là chúng ta không có thấy cái vô thường của nó. Dạ, mà tối thiểu ra thì mình cũng thấy rằng là trước mắt mình đó, thì cái thân của mình đó, nó vẫn còn đó. Dạ, mặc dù quá là 10 năm, 20 năm sau mình nhìn lại mình thấy nó có già đi, nó có thay đổi, nhưng mà ở trong cái nhìn thông thường của mình đó, thì mình vẫn thấy nó đang tồn tại, đang kéo dài cái thời gian tồn tại đó, mà chúng ta không có thấy được là ở trong cái từng sát na một đó là nó vô thường hết. Giống như là ở trong triết học cổ đại, triết học xưa đó, thì người ta có một cái câu nói nổi tiếng đó là chúng ta không có thể tắm hai lần trên một dòng sông, là bởi vì cái dòng nước mà chúng ta tắm lần trước đó, và cái dòng nước mà chúng ta tắm lần thứ hai đó là nó không còn là một nữa. Dạ, và cái cách diễn đạt đó, về cái ý vô thường nó rất là hay, tức là không có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Thì cũng vậy, ở trong cái thân và cái tâm của mỗi chúng sinh đó, thì ở trong cái từng cái khoảnh khắc một đó, nó đều là vô thường, nó đều thay đổi hết. Nhưng mà thường thường đó, thì chúng ta cho rằng là nó không có thường, mà nó không có vô thường, mà nó còn tồn tại trong một cái thời gian nào đó, để trên cái cơ sở đó thì chúng ta xây dựng cái bản ngã, đó gọi là cái thường kiến. Hoặc là chúng ta tin vào một cái ngã trường tồn bất biến, chúng ta nghĩ rằng là cái thân của mình thì nó thay đổi, nhưng mà cái linh hồn của mình thì nó bất biến. Cái thân của mình thì sau khi mà hết cái kiếp này rồi đó, thì mình sẽ sanh mình đổi cái thân khác, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta đó thì nó vẫn còn đó, nó đi từ cái đời sống này qua cái đời sống khác. Dạ, vì đó là một cái cấp thường kiến. Hoặc là chúng ta tin rằng là có một cái đấng toàn năng, có một vị thần linh nào đó, các vị đó nó là trường tồn bất biến, cái này các vị đó nó không có vô thường, chúng ta là vô thường thôi, chứ còn những cái vị thần linh, những vị thượng đế đó là các vị nó không vô thường. Chúng ta tin một đấng nào đó mà trường tồn bất biến đó, thì cũng gọi là một cái loại thường kiến. Hay nói một cách khác đó là một cái sự cái thấy nào mà nó đi ngược lại cái vô thường khổ, cái vô thường đó, thì cái đó là thường kiến. Và cái nguyên do mà một chúng sinh là có thường kiến đó là nó có nhiều cái nguyên do, chẳng hạn giống như là nguyên do đó thì là vì thân cận với người tà kiến. Chẳng hạn giống như là một người đó là được sống gần những người thân của mình á, cho nên mình bị ảnh hưởng, hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng vì cái một cái tính lý nào đó, một cái giáo điều nào đó, một cái tôn giáo nào đó mà chúng ta có cái suy nghĩ rằng là có một cái gì đó là trường tồn bất biến, rồi vân vân. Hoặc là do tự bản thân mình suy diễn,
mình suy diễn một cái lý nào đó và chúng ta chấp chặt vào cái điều đó. Còn cái trong ở cái bài kinh mà Phạm Võng á, thì Đức Phật này còn chỉ ra có rất là nhiều cái trường hợp mà một chúng sinh mà bị thường kiến, kể cả những vị cái chứng thiền định là giống như là những vị phạm thiên, là do vì bằng cái công đức của các vị đó, bằng cái năng lực của các vị đó, và do đó là vị đó thấy được đó là kể cả những vị mà chứng ngày thần thông, biết được cái đời sống quá khứ, và vị đó xét rằng đời sống quá khứ của mình phạm thiên, và bây giờ thì mình cũng phạm thiên, như vậy là trong suốt dòng sinh sinh tử luân hồi này ta là đều là phạm thiên hết, chúng ta không có sanh khác. Và do vì các vị á, trên cái cơ sở thực chứng của mình, tuy nhiên thì cái thực chứng nó có giới hạn, cho nên là nó sinh ra cái tà kiến đó. Chẳng hạn giống như là một chúng sinh mà sanh về cái cõi trời vô tưởng đó, thì trong suốt cái khoảng thời gian 500 kiếp đó, đó thì chúng sinh đó, đó vì phạm thiên đó nó là không có tâm. Rồi hết cái tuổi thọ đó, bị đó sanh xuống trở lại làm người, nhờ cái thường cận y duyên, nhờ cái thói quen tu tập thiền định ở trong đời quá khứ á, vị này dễ dàng chứng đắc cái thiền định. Và khi đắc thiền định rồi đó, thì bằng cái thần thông của vị này xét được trong kiếp quá khứ, vị này thấy rằng là mình không có tâm. Nhưng mà cái thần thông đó, vị đó chỉ có thể nhớ lại trong một thời gian ngắn ngủi thôi, chứ không có thể thấy xa hơn cái tuổi thọ khi mình còn là phạm thiên ở trên cõi vô tưởng. Do đó là vị đó thì nhìn cái khả năng thần thông giới hạn đó, mà vị đó chỉ thấy được rằng là cái thời gian mà mình làm phạm thiên đó mình không có tâm, cho nên vị đó nghĩ rằng là trong cái quá khứ đó, không có tâm, mà cái tâm đó đó thì chỉ mới có ở trong hiện tại thôi. Thì có những cái thường kiến đó, những cái tà kiến nó nguy hiểm là do vì chính là cái thực khả năng thực chứng của vị đó. Rồi cái loại tà kiến thứ hai gọi là đoạn kiến. Cái đoạn kiến này nó rất là nguy hiểm, là bởi vì một chúng sinh mà rơi vào cái đoạn kiến đó, là thường thường đó, là chúng sinh đó là không có tin cái lý nhân quả, nghĩ rằng là trước hết đó là đoạn kiến, là chúng ta hiểu đơn giản là vị này nghĩ rằng là sau khi mà mình chết đó là hết. Và do vì nghĩ như vậy đó, cho nên là chúng sinh nó có cái khuynh hướng đó, là mình sẽ hành động theo cái gì mà mình muốn. Và phần lớn chúng sinh phàm phu đó, là phiền não nhiều, cho nên nếu mà mình buông thả đó là vì đó không có từ nang bất cứ một cái việc gì hết. Một chúng sinh đó mà còn có tin cái nhân quả, còn tin cái đời này đời sau đó, thì có một số việc ác đó, thì còn e dè. Còn đối với một người đoạn kiến thì nghĩ rằng là trong đời sau đó, dù bây giờ có làm cái gì nữa thì chết là hết rồi, cho nên họ không có ngần ngại làm bất cứ một cái ác hạnh nào. Thì cái đoạn kiến này á, nó có ba trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên là cái vô nhân kiến. Cái trường hợp là vô nhân kiến, tại vì tôi thấy xác là cái phần này nó cần thiết cho nên nó mở rộng cái phần này. Vô nhân kiến tức là cho rằng là mọi việc á, là nó không có nhân sanh mà tự nhiên mà nó có. Giống như là ở trong đời quá khứ đó, chúng ta không phải là do làm ác hay là làm thiện mà đời này được như thế này, đời được như thế kia, mà chẳng qua nó là do tự nhiên mình sinh ra, nó là tự nhiên là mình được giàu, tự nhiên mình được đẹp, rồi có người khác sinh ra nó là tự nhiên là bị nghèo, tự nhiên là bệnh hoạn thôi, chứ không có cái nhân nào hết, gọi là cái vô nhân kiến. Cái thứ hai gọi là vô hành kiến. Cái vô nhân kiến đó là chỉ do cái thường thường là nói đến cái quá khứ. Còn cái vô hành kiến á, là cho rằng là nó không có những cái thiện hay cái ác á, là chúng ta hành động á, là nó không có để lại cái kết quả, nó không có để lại cái kết quả cũng như là cái hậu quả. Thì do vì cái suy nghĩ như vậy đó, cho nên nó là người ta có thể làm bất cứ cái điều gì, giống như tôi vừa nói, tức là
là do vì phiền não nhiều, cho nên khi mà mình biết rằng là không có kết quả, thì ở khi là người ta làm thiện mà đã có khuynh hướng làm ác. Rồi cái trường hợp thứ ba gọi là vô hữu kiến, cái vô hữu kiến này đó thì ví dụ như là người ta nói rằng là tôi không có tin có đời sau, là bởi vì không có cái gì chứng minh được là có đời sau cho nên là tôi không tin. Hay là tôi không có tin ma quỷ là bởi vì tôi không có thấy. Tôi không có tin thiên đàng địa ngục là tôi không thấy. Có đôi khi chúng ta có những người họ lý luận một cách đơn giản như vậy là cái gì tôi không thấy thì tôi không tin. Nhưng mà thật ra đó thì cái việc mà mình không thấy á, nó nhiều vô số so với cái mà mình chúng ta thấy. Cái gì mình không biết là nó nhiều vô số so với cái mình biết. Do vậy nếu mình chỉ nói rằng là cái gì mình thấy thì mình mới tin, cái gì mình không có thấy thì mình không tin. Thì mình giống như là một cái dân gian mình ta nói rằng là khi một người mình ngồi, con ếch cũng ngồi đây giếng thì nó chỉ thấy cái bầu trời nó bằng cái miệng giếng thôi. Thì thật ra khi mà chúng ta cái điều kiện tái sinh, cái điều kiện sanh chủng của mình chẳng hạn, giống như chúng ta là người thì có những cái đặc biệt của các cái giác quan thì chúng ta cũng giới hạn trong cái con người thôi. Ví dụ giống như là đối với một số loài thú thì con mắt nó thấy khác chúng ta, cái lỗ mũi của nó ngửi khác chúng ta, có những cái mùi mà thú nó biết mà chúng ta không có biết được. Rồi chưa kể là cái kiến thức của mỗi người nó có khác nhau. Cho nên là nếu mà cái gì mà mình không có biết đó, thì mình cho rằng không có đó, thì có một số người như vậy. Và giờ từ đó gọi là cái họ chấp vào cái gọi là cái vô hữu kiến. Thì ở trong cái tà kiến này nó có hai cái loại tà kiến quan trọng mà chúng ta cố gắng nhớ, đó là cái thường kiến và cái đoạn kiến. Và cái thực tính pháp của cái tà kiến này đó thì chúng ta cũng có ghi ở trong cái phần chúng ta học về cái phần tâm. Chúng ta chỉ học cái phần tâm rồi. Thì bây giờ chúng ta cố gắng học trên cái phần ngã mạn. Rồi, nó học đó. Các vị hoàng tử chờ tôi đã kể tiếp. Cái sở hữu ngã mạn này nè, thì chữ Pali là chữ Man á, thông thường khi mà nói đến ngã mạn á thì chúng ta nói đến cái sự cống cao kiêu ngạo cho mình hơn người, thì khi đó gọi là ngã mạn. Nhưng mà đó là chỉ là một trong một phần cái ý nghĩa của chữ ngã mạn trong cái sở hữu ngã mạn thôi. Cái chữ ngã mạn ở trong cái sở hữu ngã mạn này á, tức là cái sự so đo. Cái sự so đo mình với người khác á, thì đó gọi là cái ngã mạn. Thì cái trong cái sự so đo này đó, nó có được chia làm ba. Thật ra thì trong cái ba này đó,
có nhiều nơi chia đến làm chín, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói đến ba thôi, nó gọn thôi, tại vì trong ba này nó đã bao hàm cái chín thành chín rồi. Ngã mạng này thì có ba phần gọi là đồng mạng. Cái thứ hai là tị mạng. Và cái thứ ba là cái thượng mạng. Đồng mạng á, tức là cái sự so đo ngang bằng nhau. Còn cái tị mạng á, tức là cái mà ở ngoài chúng ta gọi là một người tự ti mặc cảm. Dạ, tức là trong cái sự so đo nhưng mà tự mình đặt mình vào ở cái vị thế thấp. Và cái thượng mạng á, tức là cái kiêu mạng cống cao, là cái nghĩa mà chúng ta thường dùng khi mà nói một người nào đó ngã mạng. Thì cái ngã mạng này á, nó có hai cái trường hợp. Đó là trường hợp á, là ngã mạng với cái mình có thật, và có trường hợp là ngã mạng với cái mình không có thật. Ngã mạng mà cái gì mình có mình ngã mạng, giống như là người giàu thì họ kiêu ngạo là cái sự giàu có của họ, thì đó là họ kiêu ngạo với cái mà họ có thật. Nhưng mà có những cái trường hợp là kiêu ngạo với cái không có thật, giống như là mình dở nhưng mà mình tưởng là mình giỏi, như vậy đó là cái sự kiêu ngạo không có thật. Thì đối với các vị thánh hữu học á, thì các ngài cũng có cái, cũng còn cái ngã mạn, dĩ nhiên là nó chỉ còn ở cái mức độ vi tế thôi. Và trong cái ngã mạn đó, đó, trong cái vi tế đó thì nó chỉ còn cái gọi là cái như thật ngã mạn, tức là nếu có một cái sự so đo nào đó thì cái đó là các ngài cũng phải thực có thực chứng, chứ không phải là các ngài không có cái hư ngụy ngã mạn. Tức là các ngài không phải là tự nâng cao mình thái quá, vượt qua được hơn những cái gì mình có. Dạ. Như vậy thì ở trong cái tham phần này nữa thì chúng ta có ba là tham, tà kiến và ngã mạn. Ở đây tôi cũng được bớt lại, tại vì cái ngã mạn này nó nhiều lúc được phân tích ra rất là nhiều loại, nó cũng giống như cái tà kiến như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ lấy ba loại thôi, ba loại, rồi sau này khi mà chúng ta học ở phần khác mà có đào sâu thêm thì đào sâu, nhưng mà đại khái ở đây các vị học viên thì chúng ta chỉ nhớ ba cái việc này. Thứ nhất là đồng mạng, thứ hai là tị mạng, và thứ ba là thượng mạng. Và trong cái nghĩa ngã mạng, tức là cái sự so đo, hay là chúng ta nói ngoài là hơn thua với nhau đó, và gọi là cái ngã mạng. Thì các vị ghi về cái đặc tính. Đặc tính đó là sự so đo. Dạ. Thì tôi nói các vị là khi mà chúng ta nói cái ngã mạn á, thì mình nói là người đó cống cao kiêu ngạo á, thì nó chỉ là cái thượng mạn này thôi. Cho nên nếu mà chỉ nói là ngã mạn như vậy đó, thì nó không có bao hàm hết cái nghĩa ngã mạn ở trong cái chữ, trong cái sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn là phải là cái sự so đo, trong đó là có cái so đo bằng với nhau, rồi so đo bằng cái là cái tự ti, rồi cái so đo bằng cái là tự tôn. Dạ. Và cái thứ hai, cái đặc tính là cái chức năng. Là sánh mình với người.
và cái biểu hiện. Là muốn hai người thì ở đây chúng ta cũng nói thêm đó là mặc dù có đôi khi là cái sự so đo đó mình đặt mình một cái thế thấp hơn chẳng hạn, giống như là cái sự tự ti, nhưng mà trong cái sự tự ti đó chúng ta cũng mới muốn có một cái gì đó là hơn. Chúng ta tạm ví dụ giống như là trong ca dao của mình có nói rằng là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục nhà ao nhà vẫn hơn. Khi mà chúng ta thấy rằng là ngay cả nó đục đó nhưng mà mình vẫn thấy cái gì đó là nó hơn, và đó là cái đặc tính của ta. Và cái đó là cái biểu hiện. Rồi cái thứ tư đó tức là cái điều kiện sanh, hay là cái đây chúng ta gọi là cái điều kiện sanh. Cái điều kiện sanh của cái ngã mạn này đó, thì phải có cái tâm tham đi tà. Bởi vì trong cái tâm tham mà hợp tà đó, tức là có tà kiến đó, và khi có cái tà kiến đó, do vì cái sức mạnh của tà kiến đó, thì khi đó nó không có ngã mạn. Nhưng mà khi mà có ngã mạn đó, thì khi không có tà kiến, bởi vì hai cái đặc tính thì khác nhau, nó không có cùng trong một tâm. Như vậy là cái điều kiện mà sanh được đó, là cái ngã mạn này nó chỉ có sanh ở trong tâm tham, nhưng mà cái tâm tham đó thì phải không có cái tà kiến. Thì hôm nay thì chúng ta học về bảy cái sở hữu bất thiện, thì trong đó là cái si phần, là cái si phần là cái đặc tính bất thiện biến thành, gồm có si vô tàm, vô quý và phóng dật. Và cái phần thứ hai ở trong cái sở hữu bất thiện đó chính là tham phần. Thì trong tham phần đó thì có tham, tà kiến và ngã mạn. Như vậy thì từ cái tha, các vị thấy cái tên gọi từ cái si phần, rồi tham phần, rồi sân phần, thì trong đó có tham, có sân, cái si. Thì cái tham đó cũng chính là cái nhân tham. Rồi trong cái si đó thì cái si đó là nhân si. Rồi đến cái đó là cái sân phần đó, thì cái sân đó là chính là cái nhân si. Mà khi mà chúng ta chia cái tâm theo gọi là vô nhân hữu nhân đó, tâm vô nhân hữu nhân đó, là chúng ta cũng chia căn cứ theo các cái sở hữu này. Và ở trong cái sân phần, cái tham phần và cái si phần đó, thì chúng ta thấy cái tên đó, là chúng ta đã thấy rằng là cái tham, cái sân, cái si đó là chủ đạo cho những cái phần sở hữu đó. Như vậy thì cái sở hữu tham đó nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm tham, sở hữu sân á, có mặt ở trong tất cả các cái tâm sân, và sở hữu si á, thì đương tất nhiên là nó có mặt trong tất cả các tâm bởi vì nó biến thành. Còn đối với cái trong cái tham phần á, thì hai cái sở hữu sau là cái tà kiến và ngã mạn á, thì có mặt khi có khi không, chứ không phải là luôn luôn là có. Không phải cái tham nào cũng có tà kiến, và cũng không phải cái tham nào cũng có ngã mạn. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học về bảy cái sở hữu bất thiện như vậy. Thì các vị cho ôm lại, tức là ở trong cái sở hữu á, phần sở hữu á, thì chúng ta được chia làm ba: sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Trong sở hữu tự tha đó thì gồm có biến hành và biệt cảnh. Trong sở hữu bất thiện đó, thì gồm có si phần, tham phần, sân phần, hôn phần và hoài nghi. Thì tôi dừng lại để cho các vị Phật tử nào, chúng ta có cái câu hỏi nào thì các vị cứ hỏi. Thưa sư. Dạ. Sư cho con hỏi là có thượng mạng, kiêu mạng và ngã mạng, thì chỉ có cái phần đó thì mới phân biệt ra làm hai, là đối với cái có thật và cái không có thật, đúng không ạ? Dạ đúng cô, nhưng mà ở đây cô phải hiểu rằng là
cái ngã mạn nó có khi là được chia tới làm chín, có khi đó thì được chia làm hai, làm hai, rồi có khi được chia là làm ba. Thì cái mà cái đồng mạn, cái tị mạn và cái thượng mạn này đó, thì trong đó đó được chia làm hai, nhưng mà cái làm hai mình phải hiểu như thế này, là ở trong cái đồng mạn thì nó cũng có hai, là cái như thực ngã mạn và hư ngụy ngã mạn. Rồi tương tự như vậy, cái tị mạng và thượng mạng thì mỗi thứ cũng làm hai như vậy, thì phải hiểu hai hai là hai như vậy. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi à sư. Dạ. Dạ, thưa sư, trong cái ngữ bậc thánh thứ ba, thì trong cái tâm, hai cái tâm thọ hỷ ly tà và hai cái tâm ly tà thọ xã, là họ vẫn còn bậc thánh thứ ba họ vẫn còn bốn cái đó, phải không sư? Dạ phải, vẫn còn cái ly tà, nhưng mà phải hiểu rằng là cái tham ly tà đó, nhưng mà nó phải là cái tham của cái sắc ái và vô sắc ái. Bởi vì cái tham á, dù là hợp cái tham á, hợp tà hay là ly tà, thì nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Thì tuy rằng á, là vị đó có, cũng còn bốn cái tâm tham ly tà, nhưng mà bốn cái tâm tham ly tà của vị này á, nó khác với cái bốn cái tâm tham ly tà của vị thánh thấp. Tức là trong cái tâm ly tham ly tà của vị thánh tam quả đó, thì nó chỉ còn cái một phần trong đó, tức là cái phần ly tà mà thuộc về cái sắc ái và vô sắc ái thôi, còn mà cái ly tà mà dục ái thì không có. Còn đối với hai cái tầng thánh thấp á, các ngài cũng như phàm phu, là các ngài cũng còn lại cái tâm tham ly tà, các vị không còn tà kiến nữa, nhưng mà còn cái tâm tham ly tà đó. Thì cái tâm tham đi tà của một vị thánh hữu học nó cũng khác với người phàm phu. Người phàm phu cái tham đi tà đó có thể vì cái tham đi tà đó mà người đó làm các cái ác hạnh như là sát sanh trộm cắp vân vân. Còn vị thánh hữu học thì cái tham đi tà đó nó không còn đủ sức mạnh để vì đó làm các cái ác hạnh như vậy. Và hơn nữa nó là cái tham đi tà của một vị thánh hữu học không còn đủ để các vị đó làm những cái việc ác nào mà cái việc ác đó có thể dẫn đến tòa xứ. Yeah. Cho nên nếu mà mình nói rằng là còn cái tham ly tà đó, thì thấy nó còn là giống như là mình kể cái tên vậy thôi, chứ còn mà còn cái mức độ thì nó khác nhau. Dạ, yeah, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Bạch sư cho con hỏi ạ. Dạ. Yeah. Bạch sư là con chưa, sư giải thích cho con hiểu là lúc nãy sư có giải thích là vì là có tà kiến nên mới bám chấp và có cái tâm tham, cho nên là tà kiến được đưa vào nhóm tham phần. Thế nhưng mà tại sao ở cái tà kiến thì nó lại chỉ đi với cái tâm tham ly tà, con chưa hiểu lắm đó. Dạ không, tà kiến là phải, tà kiến là tâm tham thập tà. À thế ạ. Dạ, tà kiến là tâm. Nhưng mà cái sở hữu tà kiến với không đi trong cái cùng cái gì đấy, một cái sở hữu thế nào không, tà kiến và ngã mạn ấy, nó không đi cùng cái gì ạ? Dạ. Dạ, tà kiến với ngã mạn thì không đi cùng. Nhưng mà tà kiến thì có trong tâm tham hợp tà thì ạ, đúng không? Dạ phải, tà kiến trong tâm tham hợp tà. Vâng. Thì không phải là luôn luôn có tà kiến mới có tham. Nhưng mà tà kiến, phải có tà kiến là có cái tham. Ví dụ giống như là một vị thánh đó, các ngài không còn tà kiến nhưng vẫn còn tham. Nhưng mà trong trường hợp mà hãy mà có tà kiến thì lúc đó, tức là có những trường hợp tham mà không có tà kiến, nhưng mà không có trường hợp nào tà kiến mà không có tham. Tôi nói vậy không biết các vị học viên có nghe kịp không? Là có những trường hợp là có tham nhưng không có tà kiến, nhưng mà không có trường hợp là có tà kiến mà không có tham, hay có tà kiến là có tham. À, vâng.
Con hiểu rồi ạ. Dạ, thân xin thưa sư cho con có câu hỏi ạ. Dạ. Dạ, dạ này con học về cái tâm sở ngã mạn là sư dạy là nó là so sánh mình với người khác, so sánh hơn, so sánh thua. Nhưng mà khi mà một vị tư đà hoàng á, vị dẹp được thân kiến rồi mà tại sao là vị vẫn còn cái ngã mạn ạ? Dạ con xin hết. À cái câu hỏi đó hay lắm cô. Yeah. Là tuy rằng là cái vị mà vị thánh á, các ngài vẫn các ngài đã diệt thân kiến rồi, nhưng mà đối với cái phiền não mà còn lại á, do vì cái tham tác động cho nên các vị đó còn có thấy á, là sự khác nhau giữa cái này và cái kia, trong cái khác đó á, không phải là lúc nào cũng thấy khác biệt bằng trí, mà có thấy khác biệt do cái tham, là do vì các vị khác thấy khác biệt bằng cái tham đó cho nên nó gọi là ngã mạn. Chứ thật ra cái mức độ ngã mạn như là một cái sự so đo về hơn thua về cái ta đó thì nó không còn, nhưng mà nó có cái gọi là cái phân biệt, mà cái phân biệt nó không phải bằng tuệ, mà có cái phân biệt bằng cái tham. Chính điều đó nó kể rằng là cái ngã mạn. Thành ra hồi nãy trước khi mà tôi nói về cái bài học á, thì tôi có nói rằng là trong vi diệu pháp á, cái là hạt bụi, nó khác với cái cách mà chúng ta diễn đạt thông thường là một cái căn nhà thì vừa quét sạch đó, thì tất nhiên trong đó nếu mà mình soi rọi kỹ thì nó còn rất là nhiều những cái hạt bụi nhỏ trong đó, nhưng mà mình ở một cái mức độ tương đối vẫn gọi là sạch. Nhưng mà trong vi diệu pháp còn một hạt bụi thì vẫn còn trẻ. Thì chính điều đó đó thì ở trong cái tâm của các vị thánh nhân á, thì do vì nó còn một những cái hạt bụi đó cho nên vẫn còn trẻ, là các ngài còn bị ngã mạn, còn vân vân. Chứ còn mà nếu mà ở cái mức độ mà thông thường á, mà chúng ta gọi là cái sự kiêu ngạo này nọ đó, thì các ngài không còn. Dạ. Nhưng mà tính về cái vi tế đó, thì vẫn có thể, vẫn phải kể, là do vì là các ngài còn có thấy cái sự khác biệt, mà cái sự khác biệt đó nó là lắm lúc nó là do cái lòng tham nó thấy. Hay nói cách khác á, bằng cái lòng tham mà thấy giữa cái này khác cái kia thì như vậy gọi là ngã mạn rồi, nếu mà ở cái mức độ rốt ráo. Dạ. Dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. 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 Hoặc là giống như là một cái hạt bụi mà vô tàm vô ý của một vị thánh á, thì nếu mình nói rằng các ngài vô tàm vô quý giống như một người không biết, không có liêm sĩ á, thì ở cái mức độ mà như vậy thì nó không có. Nhưng mà cái vô tàm vô quý của một vị thánh á, tức là nếu khi nào mà ngài để cho phiền não nó sanh khởi, có nghĩa là khi đó là có vô tàm vô quý. Và bởi vì, hoặc là khi mà các ngài thấy rằng là cái phiền não mình đang có mà không có còn, thì mà mình không đặt cái vấn đề là mình hổ thẹn với cái phiền não mình đang còn, hay là mình đang ghê sợ phiền não mình đang còn, như vậy cũng gọi là vô tàm vô quý rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ sa thứ, sa thứ. Thì hồi nãy tôi khi mà tôi trình bày cái này, tôi biết rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái thắc mắc liên quan đến chư vị thánh nhân. Dạ. Bởi vì có những cái phiền não mà mình nghĩ là với một người thường mình á, là đôi khi còn có. Ví dụ như là mình có những người đó, mình nói người đó không có ngã mạn, người ta rất là khiêm tốn, và cái đó là cái cách mình chúng ta diễn đạt ở bên ngoài. Nhưng mà ở vi diệu pháp đó, thì một người rất là khiêm tốn nữa vẫn còn ngã mạn. Đây chúng tôi cũng cảm coi nhờ có sư Hạnh Tuệ. Dạ, có sư Hạnh Tuệ, sư viết bài, sư viết lại rất là kỹ. Sư Hạnh Tuệ viết rất là kỹ. Dạ. À, thì nếu mà khi nào mà sư Hạnh Tuệ có ở trong lớp học á, thì các vị học viên nào mà chúng ta viết không kịp, với chúng ta có sư viết rất là rõ. Dạ. Sư viết rất là rõ, thì các vị có thể coi viết lại. Tại đó khi... khi tôi nếu mà tôi giảng bài á, thì viết ngắn thì tôi dễ giảng hơn, còn mày viết dài quá thì nó lo, tôi bận tâm viết á.
sư Hạnh Tuệ đó là một vị sư còn rất là trẻ, và tôi cũng mong là sau này sư cũng là một trong những vị mà có thể giữ gìn được cái vi diệu pháp này. Và cái vi diệu pháp mà nếu mà vị Phật tử hay bất cứ ai mà chúng ta có duyên á, thì chúng ta học được à, kể cả những người bận công việc. Tôi biết có một vị Phật tử lớn đệ tử của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, đó là cô Bảy Vĩnh Phúc. Ngày xưa bà là một vị y tá hộ sinh, và bà là bản thân bà là mà ở nguyên cả một cái phòng, cả một cái nhà bảo sinh. Và cái nhà bảo sinh nó gọi là nhà bảo sinh Vĩnh Phúc. Mấy chừng đó cái công việc của một người giám đốc như vậy đó, nhưng mà bà cũng dành được cái thời gian học vi diệu pháp. Và chính bà là người sau này, sau khi mà ngày Hòa Thượng Tịnh Sự tịch rồi đó, thì bà cũng là một trong những vị hướng dẫn vi diệu pháp lại cho các cái thế hệ sau, và trong đó rất là nhiều chư tăng học vi diệu pháp được với bà. Thì ở trong các ở Việt Nam chúng ta đó, thì có những vị cư sĩ là học vi diệu pháp ở cái mức học chuyên sâu, và có thể dẫn dạy hướng dẫn cho rất là nhiều người học được. Thì tôi hướng dẫn vi diệu pháp cũng với cái mong mỏi rằng là làm sao là cái môn vi diệu pháp được chư tăng và các Phật tử học phổ biến. Nhờ vậy mà khi mà chúng ta đọc trong kinh sách á, mà chúng ta dễ dàng tiếp thu hơn, là bởi vì các vị nên nhớ rằng là những cái bộ sách lớn mà được xem như là những cái bộ luận quan trọng ở Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông á, như là Thanh Tịnh Đạo vân vân, thì tất cả những bộ sách đó thì đều giải kinh điển dựa trên cái vi diệu pháp. Cho nên chúng ta học vi diệu pháp mà khi chúng ta tham cứu những cái bộ sách này thì dễ dàng. Rồi các cái bộ Atthakatha hay chúng ta gọi là sơ giải thì cũng vậy. Dạ thưa sư, hiện trên khung chat đã không còn câu hỏi và cũng không còn cái bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ. Vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi học ở đây, và chúc tất cả các vị Phật tử ăn vui. Chúng ta sẽ tiếp tục kính tri ân sư. Dạ, dạ. Kính tri ân sư. Kính tri ân sư. Kính tri ân sư. Dạ, dạ, chúc tất cả các vị ăn vui. Kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, dạ, mô Phật. Rồi, xin chào các vị.